Sinh viên mới ra trường, nhìn đẹp, con dễ sợ. Cái tai nè. Cái gì vậy em? Em xin lỗi anh, tại tại anh làm em hết hồn. Trời ơi. Em quơ bẻ cái muốn gãy cái ngón tay của anh luôn vậy đó. Tại tại em có học võ cho nên là phản xạ hơi nhanh xíu. Rồi có quen biết với ai trong đây không? Dạ không anh, em thấy đăng tuyển cho nên là em nộp hồ sơ. Rồi có kinh nghiệm gì không? Dạ không anh, em mới ra trường mà. Nhưng mà em nghe nói là công ty mình có đào tạo đúng không anh? Ở đây là cái công ty cần người làm, chứ không phải là cái trường học đào tạo sinh viên. Dạ. Rồi có này không? Là gì anh? Bởi vì không có kinh nghiệm là đúng rồi. Về đi. Đi. Người tiếp theo đi. Dạ, em chào anh. Đây là hồ sơ xin việc của em. Hồ sơ của em á, đầy đủ hết tất cả mọi thứ, chỉ thiếu cái bằng thôi. Thôi. Nhưng mà anh đừng có lo, em không có cái bằng. Thứ hai là nhận việc nha. Dạ, dạ anh ơn. Ơi, em quên cái hồ. Ủa, anh biết anh này nè. Hồi nãy anh cũng đâu có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà anh có tiền hối lộ đúng không? Hối lộ gì? Ở đây tới được con Linh Thiến hả? Chị đi phỏng vấn đúng không? Đừng vô đây làm gì hết á. Đăng tuyển vậy thôi à. Chứ thật ra là phải hối lộ, phải có tiền đưa vô mới đậu. Bình thường là không có đậu đâu. Có chuyện đó nữa hả em? Có chứ sao không, em mới phỏng vấn ra nè. Đi về đi, ngày mai lên sớm phân các công việc cho nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Mời em. Ngồi đi em. Em có bạn trai chưa? Cái này có liên quan đến công việc hả anh? Không liên quan tới công việc, nhưng mà liên quan tới anh. À, thật ra là anh thấy hồ sơ của em chưa có ấn tượng mấy. Chưa ấn tượng là sao? Khờ quá. Trời ơi, bây giờ người ta đi xin việc là gì? Em phải có... Nghe không? Phải quay chân chứ. Công ty tuyển chọn người được việc mà làm, anh chưa xem qua hồ sơ để đánh giá. Mà tiền bạc chỉ đây. Cô lên mặt về đời tôi đó. Bây giờ tôi không nhận cô nữa. Lý do là cô không có kinh nghiệm. Được chưa? Anh đang dùng quyền hạn để ép tôi đúng không? Tôi có quyền mà. Dạ sếp. Tình hình tuyển dụng sao rồi? Dạ sếp cứ an tâm đi. Em tuyển dụng cũng gần đủ rồi. Mà em tuyển kỹ lắm. Ngồi đi chi nữa, đi ra ngoài đi. Còn lớn tí nha vậy. Đây là bé ứng viên vô xin việc. Chị Chính Nghĩa, bây giờ mình xử lý sao? Chị Chính Nghĩa? Dạ. Sao? Lúc nãy còn oai lắm mà. Dạ em xin lỗi chị, tại em không biết chị á. Cậu cũng biết sợ nữa hả? Cậu đảm nhận vị trí tuyển chọn nhân sự mới, cậu không làm tròn trách nhiệm của mình mà tự cho mình cái quyền sinh quyền sát, hà hiếp người đi xin việc. Dạ chị ơi, em biết lỗi của em rồi, mong chị tha cho em lần này. Trong đây không phải là hồ sơ của tôi đâu, đây là danh sách những người mà cậu đã luồn lách nhận tiền để nhận vào công ty đó. Tôi báo cho anh hai việc. Thứ nhất, anh sẽ bị sa thải từ ngày hôm nay. Thứ hai, anh lo mà trả lại tất cả số tiền mà anh nhận từ những người này đi. Bởi vì tôi sẽ không nhận họ làm nhân viên đâu. Chị ơi, bây giờ em sẽ trả tiền lại hết. Chị đừng có đuổi em nha chị. Ở nhà vợ em đang có bầu, em tới 2-3 đứa con lận em mà nghỉ việc là vợ con em chết đói hết chị. Chị tha cho em đi chị. Anh giúp giùm em đi anh. Công ty này không chứa chấp những người không có đạo đức nghề nghiệp. Từ ngày mai cậu không cần để làm việc nữa đâu.
lấy cho anh ly cà phê đi. Ủa, anh em đang đi gặp khách hàng mà, khách đang đợi em dưới sảnh á. Em lấy cà phê đi, còn khách hàng để cho Thảo gặp. Ủa anh, nhưng mà khách đó là của em mà. Nhưng mà anh muốn Thảo gặp khách hàng được không? Đây là khách hàng lớn, anh muốn tạo ấn tượng tốt cho nên để Thảo gặp. Ý anh là sao? Em nhìn lại cái bản thân mình đi, ăn mặc thì nhếch nhác, còn cái mặt của em kìa, tiều tị vậy, sao gặp khách hàng được? Anh đã không muốn nói quà tẹt ra rồi, để em ép anh thôi. Đi lấy cà phê đi. Anh Tuấn, anh nói như vậy, ông sợ anh ta buồn sao? Vậy lúc cổ từ chối anh, cổ có sợ anh buồn không? Vâng, đi ăn trưa với anh nha. Dạ, xin lỗi anh, em có người yêu rồi, em không đi đâu. Có người yêu chứ chưa có chồng mà, anh vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Đi. Em và anh ấy sắp cưới rồi, anh tự trọng một xíu đi. Được, tự trọng. Trời ơi, anh là đàn ông, đừng có hù gia như vậy. Người ta nói là đến đàn bà đó. Cẩn thận cái miệng của cậu đó nha. Làm việc đi. Dạ. Công ty thuê cô vô đây đi làm hay là đi ngủ? Dạ em xin lỗi anh, tại mấy nay con em nó quấy quá nên em hơi mệt. Đó là chuyện riêng của cô, đừng có mang ra đây làm lý do. Dạ em biết rồi anh. Ủa chị, sao giờ còn ở đây? Không chuẩn bị gì đi. Chuẩn bị gì em? Ôi, bữa nay là công ty đối tác có event nè, mời hết công ty mình luôn. Ủa, chị đâu có nghe thông báo gì đâu. Event xinh xắn trẻ trung như em vậy nè, đi mới thích hợp hơn. Biết đâu lại kiếm được khách hàng mới về cho công ty. Anh Tuấn, anh quá lắm rồi đó. Sao mà tối ngày anh cứ đem ngoại hình của tôi ra mà chê bai hoài vậy? Tôi nói đúng mà. Thôi đi em, để trễ giờ. À dạ, em đi nghe chị. Gì hay đó, anh Tuấn phân biệt đối xử một cách rất là quá đáng. Được rồi, để chuyện này chị xử lý. Dạ. Cậu giải thích cho tôi biết tại sao cậu lại cân nhắc Thảo lên vị trí phó phòng. Dạ, Thảo dạo này chốt được nhiều hợp đồng, với lại là trong công việc Thảo rất là sốt sắng, cho nên em nghĩ Thảo xứng đáng với cái vị trí phó phòng. Còn Vân thì sao? Vân cũng làm việc chăm chỉ, với lại làm việc cũng lâu hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn Thảo mà. Dạo này Vân làm việc sa sút lắm chị. Gọi Thảo và Vân vào đây gặp tôi. Thảo, cho chị hỏi là những hợp đồng gần đây em chốt là nguồn từ đâu ra? Dạ, đó là từ tệp khách hàng của chị Vân lúc mà chị Vân nghỉ thai sản á chị. Anh Tuấn giao lại cho em. À, Vân. Dạ. Sao gần đây em không có doanh số gì hết vậy? Dạ, tại em đang tìm nguồn khách mới cho nên hơi khó ạ. Tức nghĩa là Tuấn yêu cầu em phải tìm tệp khách hàng mới đúng không? Dạ. Vân, cậu thấy xử lý như vậy có công bằng chưa? Dạ, cái này thì em chỉ phân bổ nhân sự làm sao cho nó hợp lý thôi, cũng nhằm mục đích mang lại quyền lợi cho công ty. Cậu đừng có biện minh nữa, tôi biết hết rồi. Chẳng qua cậu hà hiếp Vân tại vì để trả thù riêng thôi. Cậu chèn ép nhân viên, xúc phạm người khác. Cậu thấy cậu làm như vậy có xứng đáng với vị trí trưởng phòng không? Dạ em xin lỗi chị. Người cậu còn xin lỗi là Vân kìa. Từ ngày hôm nay cậu sẽ bị giáng chức xuống làm nhân viên, chức trưởng phòng của cậu sẽ do Vân đảm nhiệm. Sao, cậu cảm thấy không thuyết phục hay là có gì không hài lòng? Dạ em không có ý kiến gì, em xin lỗi chị. Nếu không có gì thắc mắc nữa thì mọi người quay trở lại làm việc đi. Dạ em chào chị. Thank you.
bit naughty. I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change.